trở về tuổi thơ với món chuột đồng chiên. Lâu lâu á tối ngủ cái nghe cái đùng, đó mọi người biết gì không? Dừa rụng lên trên cái nóc nhà. Thủ phạm chính là đây. Tối ngày nó cứ cắn mấy cái trái dừa rụng tùm lum hết trơn. Rồi sau khi làm sạch á thì mình ớt thêm một chút xíu bột ngọt, chút xíu hạt nêm, rồi thêm chút tương ớt xanh cho màu sắc nó đẹp nè. Để khoảng tầm 10, 15, 20 phút, 30 phút gì cũng được ha. Rảnh giờ nào chiên giờ đó. Đó bây giờ bắt lên trên bếp và mình chiên. Đó chuột đã chín vàng ôm rồi mình để lên cái dĩa gạo xanh. Wow, quá hấp dẫn luôn. Nè, tao nói cái lúc xé hai cái đùi cái tôi quên bấm cái nút quay. Bây giờ hai cái đùi mất hết cái rồi. Bởi vì vô bụng ông anh hai tôi. Đó, chỉ còn một cái đùi là thằng nhóc con tôi nó đang cầm đó. Nó chưa chịu ăn nè. Đó, nhìn ông ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Thôi giờ tôi hấp để tôi ăn luôn cái còn lại để không ăn hết trơn nè. Một món ăn vặt từ bánh gạo tteokbokki. Bánh gạo các bạn luộc sơ rồi xim que, áp chảo chiên vàng một mặt, sau đó lật mặt hay trở mặt cho vàng luôn mặt còn lại. Trang trí thêm ít tương ớt ăn cùng vừa ngon lại vừa đẹp mắt. Ăn thì ngoài giòn trong mềm dẻo, ngon đó cả nhà ơi. Vừa nãy đang chiên bánh gạo thì có một chị này chạy ngang rau: ai, bánh lọt, tàu hũ, nước cốt dừa không? Thế là có thêm món tráng miệng này trong video ngày hôm nay. Một món tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Bánh lọt dai, tàu hũ ăn mát miệng, có thêm ít rừng nữa, ăn ấm bụng lắm luôn. Bánh tráng ngoài giòn, bên trong xúc xích nóng hỏi, vừa thổi vừa ăn đây. Món này cũng lạ, nhưng có bạn đã yêu cầu thì chân cũng mừng luôn. Nguyên liệu khá dễ tìm, mà chỗ chân thì lại hơi khó tìm bột phô mai một tí, nên đành thay bằng nước chấm tương ớt phô mai con bò cười. Bánh tráng quét ít nước cuộn lại như cuộn chả giò, làm lần lượt cho đến khi hết xúc xích. Bắt chảo dầu thêm ít muối cho đỡ bắn dầu, bê từng bé xúc xích cuộn bánh tráng vào chảo. Một kinh nghiệm cho các bạn muốn làm món này thì chiên bánh tráng vừa phồng tới là lấy ra ngay, đừng để lố lửa như chân. Xúc xích bung ra hết đẹp, nổ bùm bùm, giật hết cả mình. Ta-da, cuối cùng thì cũng đã xong rồi nè, cùng nhau chiến thôi.